Xin chào cả nhà đã đến với kênh cô Diễm nha. Hôm nay chỗ của mình thời tiết rất là xấu luôn cả nhà, mưa quá trời quá đất, nên là Diễm không có đi đâu hết trơn, Diễm ở nhà. Sáng ra Diễm bày một mâm luôn rồi nè cả nhà, đang làm bánh nha. Này là Diễm luộc hạt dẻ ha. Còn cái này là Diễm đang xào chuối để mình làm bánh ngọt. Rồi mình cho thêm cái hạt óc chó vô luôn nha cả nhà. Hạt dẻ mình luộc mấy giờ cũng lâu rồi nè cả nhà. Đây là nó chín rồi nè. Giờ cái chuối này mình sẽ tắt bếp, mình để đây cho nó nguội. Sáng ra Diễm bày một mâm luôn nè cả nhà. Cái bánh này mình bữa nay mình làm hai loại bánh nha. Cái này là mình làm bánh quy, mình cũng có bỏ hạt óc chó luôn. Lát nữa mình sẽ bỏ thêm sô cô la nữa. Giờ Diễm bỏ bánh vô Diễm nướng nha cả nhà. Giờ là trong lúc chờ đợi đó, Diễm làm một cái tô bột khác nữa để Diễm nướng bánh ngọt với chuối. Làm bánh này á mình sẽ bỏ thêm cái nho khô nữa cả nhà. Cuối cùng là sẽ cho chuối vô. Để qua đây đi để mình lấy cái bánh kia ra, cái bánh kia nó chín rồi. Nói chung là nhiều bữa xuyên bất thường lên vậy á cả nhà, cho nên là làm hơi bị cực nha. Làm hai ba thứ, xay bên này xay bên kia, làm những thứ lu bu.
Bữa trưa hôm nay thì nhà mình sẽ ăn món bông cải xanh nấu với mì ống nha cả nhà. Với thêm đó là sẽ ăn salad nha, cái này là cải salad của nhà mình nè. Giờ rau trong vườn nhà mình nó nhiều quá trời, rau salad nhiều lắm nên là hầu như ngày nào cũng ăn món salad này hết. Được cái ông chồng của mình ảnh thích ăn salad tất cả nhà cho nên là cũng đỡ, ngày nào cũng ăn, nhầm bữa thì ăn một buổi, nhầm bữa ăn hai buổi luôn. Nên là salad, cái cải salad nó không có bị già quá. Cái này để chừng nào mà chuẩn bị ăn mình mới trộn gia vị nha cả nhà. Khi mình trộn trước nó bị yếu xìu à, đúng không? Cái nhà bữa nay nhà mình sẽ ăn cái món là mì ống nấu với lại bông cải xanh với một cái loại này người ta gọi là asuye cả nhà. Nó giống như là cắt cơm á, cắt cơm mà người ta ngâm với lại dầu ô liu á cả nhà, thì làm tương tự như là mắm của bên mình vậy đó. Nhưng mà cái mùi nó không có quá mạnh như là mắm ở bên mình nha. Thế là người ta cho vô một cái keo gì nè, trong này là người ta để dầu ô liu ngập trong này luôn. Nay là mình sẽ nấu cái cá cơm này nè với bông cải xanh và mì ống ha. Giờ mình bắt cái chảo này lên để mình nấu cá cơm á cả nhà. Chàn tay vô. Đây là cá cơm mình cắt nhỏ nhỏ ra rồi nè cả nhà. Giờ mình cho cái bông cải này vô luôn. Mình cho cái bông cải này vô. Này mì ống mình luộc nó chín nha cả nhà, khoảng 12 phút là nó chín rồi. Là bữa trưa đã xong rồi nè cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Trời đang mưa mình đi vườn nhổ rau luôn nè cả nhà. Thật ra là mình đi vườn cho gà ăn, ngày nào cũng phải đi cho nó ăn hết trơn. Gà nó cũng giống như người ta mình nha, ngày nào cũng cần phải ăn cho nên là mưa gió bão bùng hay là nắng cháy vào đầu gì cũng phải đi cho nó ăn hết trơn. Trái bí ngòi bự quá nè cả nhà. Trời ơi khổ ghê luôn á. Trời mưa vừa che dù, cái này lớn quá, vừa che dù rồi vừa quay rồi vừa thu hoạch luôn. Trời ơi, khổ ghê. Được hai trái nè cả nhà. Ở đây cũng được mấy trái nữa nè. Thank you.
thể được 5 trái cả nhà. Nay là buổi trưa nhà mình ăn hết cải xà lách rồi cả nhà, nên là chiều nay là dầm mưa đi cho gà ăn rồi hái được nhiều cải xà lách nữa nè, để về làm salad ăn. Nhớ hái được 5 trái bí ngòi, giờ mình đi về thôi cả nhà ơi. Mưa khổ ghê luôn, mưa mà cũng đợi mưa đợi gió đi nữa. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những clip lần sau nha cả nhà. Xin chào tạm biệt.